nhằm ngăn chặn nguy cơ cúm AH5N1 và các chủng cúm gia cầm khác xâm nhập vào địa bàn, nhất là qua tuyến biên giới, Sở Y tế tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh tăng cường công tác phòng chống cúm AH5N1, theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh viêm phổi nặng do virus, nhất là tại các cửa khẩu khu vực biên giới. Theo đó, CDC tỉnh An Giang chủ động phát hiện người qua lại biên giới có biểu hiện sốt cao, nhất là những người đi về từ dùng đang có dịch cúm gia cầm, để phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, tiến hành cách ly xử lý dịch kịp thời, đồng thời giám sát phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và các trường hợp viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và cơ sở y tế, cũng như phối hợp giám sát phát hiện gia cầm, thủy cầm do Việt Nam qua cửa khẩu và qua các đường mòn, lối mở, tiến hành cách ly các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A trên người và các chủng virus cúm gia cầm mới xuất hiện. Để chuẩn bị các phương án trong trường hợp cúm A H5N1 xâm nhập vào địa bàn, Sở Y tế An Giang yêu cầu các bệnh viện công lập và tư nhân thực hiện tốt công tác thu dung khi phát hiện các trường hợp sốt, ho, đau ngực khó thở đến điều trị, phải điều tra dịch tễ tiền sử có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, chẩn đoán và điều trị kịp thời các trường hợp bệnh nhân mắc cúm A H5N1, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Các bệnh viện đặc biệt chú ý, đối với các trường hợp cúm A H5N1 trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc các bệnh mãn tính, cũng có lại các phòng cách ly sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân cúm A H5N1, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện trang thiết bị cần thiết để điều trị bệnh nhân cúm A H5N1.